Xin chào mọi người, đây là DNA Auto tại số 353 nơi Trang Long Bình Thạnh. Và trước mặt tôi đây là một chiếc Forenger 2022. Chiếc xe này biển N chứ không phải biển C nha mọi người. Đó, chiếc xe này, biển N này là của người nước ngoài, người ta ở Việt Nam và mua xe tại Việt Nam luôn nha mọi người nha. Thì bên lời đang ráp một chiếc nắp thùng cuộn điện cho chiếc Forenger Raptor này. Thì mọi người có thể thấy ở đây, đây chính là chiếc nắp thùng cuộn điện này. Đó, nắp thùng cuộn điện này nó đang được mở ra nha mọi người nha. Ok, thì cái mẫu nắp thùng cuộn điện này á, thì kể về cả cái việc sử dụng và lắp đặt của nó đều rất là đơn giản. Nó sẽ chạy một cái đường điện lên trên ắc quy, và sau đó thì chúng ta ráp cái nắp thùng cuộn vào và chỉ sử dụng cái remote giống như thế này thôi. Hay cái remote này thì nó chỉ có cái 4 cái nút từ trên xuống dưới, mọi người có thể thấy rằng là đóng, mở, bật đèn và tắt đèn. Ok, thì bây giờ mình sẽ đóng nha. Đó, cái chiếc nắp thùng này mọi người có thể nhìn thấy nó sẽ từ từ nó đóng lại. Đó, ok, rất là đơn giản và nhẹ nhàng, và như vậy là chiếc nắp thùng nó đã được đóng lại rồi đấy mọi người. Ok, và giờ mình sẽ mở nó ra nhé. Rồi, cái chiếc nắp thùng cuộn này là chiếc nắp thùng cuộn điện Bestview. Nó đóng mở rất là nhẹ nhàng, và nó đang là cái mẫu nắp thùng mà sử dụng ổn định nhất ở trên thị trường hiện tại, được rất là nhiều các anh em bán tải sử dụng và trải nghiệm trong mấy năm vừa qua rồi. Ok, mẫu này thì về từ 2019 đó, nó đã được khẳng định về cái độ bền đó. Sau 3 năm sử dụng thì nó vẫn còn rất là ok. Ok, đây mọi người có thể thấy cái thương hiệu của nó này được in rất là nổi bật ở đây. Đó, chữ Bestview màu đỏ được dập nổi cho mọi người trên một cái bảng bằng kim loại. Ok, thì cái nắp thùng cuộn điện này á, nó ráp vô cái xe, ráp vô xe một cách rất là đơn giản ở đây. Đó, đây là những cái part này. Đó, những cái part này nó sẽ cố định cái thành của cái nắp thùng này vô cái xe Raptor của chúng ta. Chúng ta có thể thấy này, đó, hai bên đó là có bốn cái part bằng nhôm cắt CNC rất là đẹp. Ok, nó sẽ cố định cái nắp thùng ở trên cái thành thùng, và ở đây thì nó sẽ có cái hệ thống dẫn nước ra ngoài. Đó, khi mà nước nó vô trong cái rãnh này thì nó sẽ được chui ra ngoài qua cái hướng này. Ở bên trong cũng có hai cái ống nước nữa, một ở đây đó và một ở đây. Ok, thì nó phải chống nước tốt vì để cho cái nắp thùng cuộn của chúng ta nó an toàn, thì bên trong nó sẽ là một cái motor điện. Ok, mình sẽ đóng lại nhé.